Và hôm nay đang định đi ngủ thì có một thanh niên ở trong group xe kèo này, ông ấy vứt cho mình cái bằng chứng rút tiền. À, ông Tuấn Anh đây, ông ấy vứt cho mình cái bằng chứng rút tiền về ví Binance. Đấy, ví Binance đây nhá. Là 0.00003, 0.00033 của đồng ZEC, là đồng Zcash à? Đúng rồi, đồng Zcash. Đây, đây là bằng chứng rút tiền của ông đấy đây. Thì ông ấy khá là vui, quăng link lên để mình làm video luôn. Đó là cái web Forget Crypto. Nhưng mà ông ấy có cảnh báo chút nhá, cảnh báo là các bác đăng ký qua mail thôi, đăng ký admail thôi nhé, anh chị em đừng kiểu tiện tay đăng nhập luôn bằng Google hay Facebook, dễ dính bay luôn cả Google Facebook. Ok rồi, thế thì mình sẽ đăng ký qua link hôm nay thôi, mọi người đợi xíu nhá để cho nó load. Ở đây là như mọi người đã thấy này, ở đây đào được khá là nhiều đồng đa dạng luôn, thì có Bitdog, rồi Lai, rồi Z các thứ, Ethereum các thứ này. Mình sẽ điền mail của mình vào trước, mình lấy một cái mail phụ thôi, không điền mail chính đâu. Rồi. Tên Nguyễn Quân. Điền mật khẩu ở đây và điền lại mật khẩu xuống ô dưới này nhá, điền mật khẩu này. Sau đó là mọi người bấm vào chấp nhận luật chơi của nó và bấm vào tôi không phải là người máy. Xác nhận hình ảnh cái cầu 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 và cầu xác minh. Ok, và mọi người bấm vào register ở dưới này. Đấy, mẹ bị lỗi gì đây? Đợi xíu nhá. Ở đây cái phần tên này là phải có dấu gạch chứ con mẹ gì ấy. Gạch dưới này. Quân này, Nguyễn Quân này, ông lại mẹ gạch ngang phát, à không, thế thôi, gạch thế thôi, xong thêm số vào đây này, Nguyễn ship trừ Quân 01 chụp lại màn hình cái, sau đó là bấm tôi không phải là người máy, phát này không được thì đập máy này, kiểu gì ấy nhỉ? Hả? À, lag, rồi register, phát này không được đập máy này. Thank you for the check mail. Đây, mọi người bấm vào tôi không phải là người máy. Sau đó là mọi người resend code tới mail. Ok, và bây giờ mọi người bấm vào mail. Đợi xíu. Ok, mọi người đăng nhập vào cái mail mà mọi người đăng ký ở trên web Forex Crypto nhá. Thì nó gửi thư về đây. Thank you bạn đã đăng ký. Hello bạn, verify email address. Rồi, bấm vào đây. Để nó xác nhận đấy mà. Ok, và bây giờ mọi người chỉ việc nhập thông tin vào và đăng nhập vào đây thôi. Nhập mail nhá. Sau đó là nhập mật khẩu. Bấm là nhớ luôn, tôi không phải người máy. Xác nhận các kiểu, sau đó là đăng nhập vào thôi. Login. Lưu mật khẩu. Cái gì đấy? Step, nói chung là mình biết tiếng Anh thôi. Next. Next. Finish. Đợi xíu nha, để mình tìm hiểu con này chút nha. Ok, sau khi mà vào máy tính vọc một hồi thì mình mới biết được sơ sơ về cái web này thì như này. Khi mà đăng nhập vào ở trên điện thoại nó sẽ hiện ra như này. Phần bên trái là phần menu này, cái phần này tí nữa mình sẽ nói sau. Giờ mọi người kéo xuống cái phần này cho mình. Đây phần claim reward này. Thì mỗi sau 30 40 phút gì đấy thì mọi người bấm vào cái này. Để làm gì? Đợi xíu. Đây để kiếm coin. Cắt đi. Thực sự là dùng trên điện thoại rất là củ chuối luôn. Mình dùng không quen. Đây mọi người kéo xuống dưới nhá, thì nó sẽ đếm ngược này, đếm ngược đây này, sau đó mọi người bấm vào get reward thì nó sẽ được cộng cho mình một chút coin ở góc bên trên này, mọi người để ý phần bên trên này đấy, cộng được 17,52 coin. Và cái coin này đấy thì nó để đổi sang cái những cái đồng mà mình muốn rút về ví ấy. Thì cái này có thể rút về VNDC hoặc là rút về nhiều ví khác. Đây lại chuyển sang chế độ máy tính đi cho nó dễ nhìn, mình thực sự không quen dùng điện thoại luôn. Đây cái này mình nghĩ là cái coin của trang web này này đó, thì đây ở phần đây này, cái thanh cái phần có cái đồng hồ này. Đợi xíu, đây là phần trên có cái đồng hồ này, thì là nó đang đếm ngược, cũng nghĩa là đếm ngược sau 40 phút thì mình sẽ bấm vào cái get reward đấy một lần để cho nó cộng thêm coin. Đây là cái cách thứ nhất để mình kiếm coin. Nhớ nhá, coin là coin của cái trang web Forget Crypto này. Khi mà mình muốn đổi ra đồng tiền ảo nào thì mình sẽ vào cái phần quy đổi kia để mình đổi nó sang đồng tiền đấy. Ok, và tiếp theo là cái phần PTC ADS này, đấy là phần xem quảng cáo ấy. Mọi người bấm vào đây cho mình. Đây là cách thứ hai để mọi người có thể kiếm coin ở trên trang web này. Lại đổi nó về điện thoại đi. Củ chuối quá. Khi mà đổi nó về giao diện điện thoại thì đây mọi người kéo nó xuống bên dưới này, kéo xuống bên dưới. Mọi người để ý những cái ô này nhá, nó sẽ có hình 40 giây này, 40 giây này là chúng ta bấm vào để chúng ta xem quảng cáo, bấm vào chữ watch này để xem quảng cáo. Thì mỗi lần xem như vậy nó sẽ được tặng là 24,56 coin. Ở bên dưới đây cũng vậy, bên dưới đây cũng tương tự, bên dưới đây thì cũng thế, ở dưới đây thì nó cũng vậy. Đây là 16 giây này thì nó sẽ được tặng 12,28 coin. Ở dưới đây thì cũng thế, nói chung là rất là nhiều quảng cáo ở đây, như 15 cái à.
Ok, mình thử bấm vào một cái 16 giây này nhá. Bấm vào chữ watch ở đây, watch ở dưới đây để xem. Xem quảng cáo. Xem quảng cáo để kiếm coin và dùng coin để đổi sang tiền ảo. Và tiền ảo thì chúng ta có thể rút về ví. Rút về ví thì chuyển qua Việt Nam đồng và chúng ta có thể rút lại để chúng ta tiêu. Lại bấm vào phần này nhá, get reward này. Đấy, bấm vào đây. Rồi, mọi người để ý cái phần nó đếm ngược này. Đấy. Cái trang web này nếu như thế này thì mình nghĩ là nó kiếm tiền từ những cái website mà họ phân phối quảng cáo á, thì mình đi xem quảng cáo, thế là mình được cái thằng Forecast Crypto này nó trả lại cho mình một chút tiền đấy, gọi là chút tiền công xem quảng cáo mà. Đây thì mọi người lại bấm vào continue. Và nếu mà như vậy thì mình nghĩ con này cũng ok đấy, cũng tương đối là ra cái gì đấy. Chứ cũng không không hoàn toàn là lừa đảo, nó hoạt động theo cái kiểu là có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn đầu đạn, ăn gì đấy. Cái này là sao? Cái này là bách lại à? Xóa đi. À rồi. Đợi xíu, lại lag rồi. À rồi, ok, khi mà nó hiện ra cái web như này rồi nhá, mọi người bấm continue, nó hiện ra cái web này rồi thì mọi người có thể cắt ở dưới đây này. Và mọi người để ý phần bên dưới cùng này, mọi người bấm vào cái nút màu xanh, cắt nó đi. Rồi thì lại trở về đây thì nó sẽ có một cái completed ads này, nghĩa là một cái quảng cáo xem thành công á. Thì còn 16 cái quảng cáo còn lại thì mọi người giờ xem tiếp ở đâu. À đây. À, cái phần mà chúng ta nhận được là 221 coin này. Rồi chúng ta lại à, tổng nhá, đấy đấy là tổng chúng ta nhận được nhá. Đây, chúng ta kéo xuống, chúng ta bấm vào phần xem tiếp này, bấm vào xem. Chúng ta xem thêm một cái quảng cáo nữa để mọi người hiểu hơn về cái cách chơi. Của mình hiện tại đang là 29,8 coin. Mình kéo xuống dưới đây, mình lại bấm vào phần này, get reward. Rồi và đợi cho nó hết 30-40 giây này. Nó như kiểu là nó bắt mình phải xem quảng cáo mà. Mọi người cứ treo máy vứt đấy cũng được. Ok, và khi nó hết 40 giây đếm ngược thì chúng ta lại bấm vào continue. Sorry mọi người vì mình không thực sự là không quen dùng điện thoại cho lắm. Đây nó hiện ra một cái website này thì mình lại bấm vào cái phần cắt này, cái dấu màu xanh dương ở bên dưới cùng này. Cắt đây. Cắt. Rồi nó lại hiện về đây. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Mình sẽ được cộng coin này, 54,39 coin rồi. Đấy, và mọi người cứ xem như vậy hàng ngày. Làm mấy cái nhiệm vụ này. Đây, chúng ta đã có được hai cái nhiệm vụ rồi. Cái nhiệm vụ đầu tiên là đợi đếm ngược để cho nó cứ mỗi 40 phút thì mình nhận được một chút coin. Cái thứ hai là xem quảng cáo, và cái thứ ba sót link là cái gì đây? Sót link. Đây cái phần sót link thì mọi người lại kéo xuống bên dưới. Mọi người bấm vào claim link này. Mấy anh em nào mà dùng máy tính thì nó cũng tương tự thôi nhá. Claim link rồi lại kéo xuống dưới à. Đây, lại đợi thời gian trôi ngược. Ông lại bấm vào get reward. Chắc là nó lại hiện lên một tab mới rồi. Đúng rồi, nói không sai mà. Rồi thì mọi người lại bấm vào click here to continue. Gì đây? Quỷ, tào lao. Đây, mọi người lại bấm vào đây nhá. Click here to continue. Bấm đây để cho nó làm gì đây? Giờ cho gì ra đây? Thì có khi là chúng ta lại phải cắt tiếp này. Khi mà nó hiện ra như này ấy, bấm vào phần đấy rồi chúng ta lại cắt tiếp cái này. Rồi thế là chúng ta lại nhận được tiền à? Đúng không? Đợi xíu nha. Rồi ok, cái nhiệm vụ này nó kiểu như là đi bấm để spamming cho một thằng nào đấy. Thế có nghĩa là mọi người cứ bấm vào cái click here to continue này thôi. Cứ bấm vào đây thôi, nó hiện lên, mọi người cứ bấm vào đây. Bấm hình như được 12, 15 lần thế. Bấm vào đây xong lại back lại, kiểu như là bấm vào link để đi spam link đấy, các kiểu mà. Làm này trên điện thoại thì khó chịu thực sự, bởi vì những cửa sổ hiện lên liên tục, khó chịu dã man luôn. Lại thằng Lazada này, đéo phải dùng Lazada. Rồi, đây, các cái cửa sổ bật lên mình không thể nào kiểm soát được ấy. Thì mọi người cứ bấm vào đây thôi, kiên trì bấm vào đây thì cũng sẽ ra được một chút coin. Rồi, cứ bấm vào đấy. Nó hiện ra này thì không cần quan tâm nhá, lại bấm back. Xong lại bấm vào cái đấy. Rồi. Continue. Rồi lại back lại phát nữa. Rồi lại continue. Rồi lại back lại phát nữa. Đấy, cứ như vậy thôi cho đến khi hết cái số lượng kiểu như khoảng độ 12 cái sao ấy thì nó sẽ rồi, nó sẽ đưa mình về với cái phần này, lại get link. Lâu quá nhỉ, để mình tua nhanh phát nhá. Rồi ok, mọi người chỉ bị hành hạ một chút thôi. Khi nó mọi người để ý bên dưới này, nó lại hiện ra phần này thì mọi người lại cắt cái phần quảng cáo đi nhá. Mẹ, kiếm được vài đồng coin của ông là mệt đầu thật. Bây này, 85,80 coin này. Mọi người lại tiếp tục làm cái nhiệm vụ đấy thì tổng số coin mọi người nhận được là 308,21 coin. Ok, cũng tương đối nhiều vậy. Lại bấm một phần menu góc trên bên trái này. Cái phần achievement này. Achievement này thì rồi, ở cái phần achievement này thì nó là lại claim à. Đây, cái này là khi mà mọi người lên level ấy, thì mọi người bấm vào cái phần như này là để mọi người được tặng cái phần coin này. Cái này kiểu như là quà tặng thêm mà.
À, lên level 25 này thì được tặng 62,5 coin này, lên level 50 thì được tặng 87 coin này. Đấy, cứ như vậy mà lên level thôi. Đó, cái này chưa cần quan tâm vội. Còn những cái phần dưới thì cũng chẳng có gì đâu, mình vừa thử rồi, nó cũng bình thường mà. Không cần quan tâm đâu. Cái phần nạp này thì mọi người hạn chế nhá, mình không khuyến khích mọi người nạp vào cái web này đâu. Dưới này là phần rút rút tiền. Rút tiền này thì về được nhiều ví VNDC rồi là các thứ. Đây, Bitcoin HD đây. Bitcoin SV này, Bitcoin này, BitTorrent này, Dash này, Dogecoin, nhiều đồng phết. Đó, ví dụ như đồng Tron, đồng TRX này, withdraw, min rút của nó là bao nhiêu? Minimum là 1.000 coin. À đâu, đúng rồi, 1.000 chứ, 1.000 coin. Rồi, xong rồi sau đó là mọi người, đây là số coin mà mọi người rút này, số coin này thì nó sẽ quy đổi ra số lượng tiền ảo mà mình muốn rút là 85,8 coin thì nó sẽ được là 0,06 TRX. Ok, thì mọi người dán cái link ví ở ví BNDC hoặc là ví Binance hay là ví gì đấy, nói chung có nhiều ví lắm, mọi người cứ lấy cái link ở trong đấy mọi người dán đây. Xong sau đó là mọi người bấm vào phần bên dưới này, bấm vào phần withdraw, thế là nó cho rút thôi.